Yeah.
1 cân 2 cân 6 cân 6
mấy rồi? Lớp 4 à? Thế con nhà cô có 1 tuổi. Cái này thế nào đấy? Cháu có cái đùi này nó nặng không? Có nặng không? Cái này cứ giống như hơn như hấu đỏ này. Nhớ vàng. Nói dày quá nhỉ? Quá dày. Yeah.
riêng mỹ như bỏ. Bây giờ mua về ai ăn? Cân 6 rồi cô à? Cân 7 rồi ấy. Chưa, đi vào cất đồ đi.